Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và chào bạn tôi, nhà báo Nguyễn Ngọc Mùi thưa anh. À, kính chào anh Nguyễn Xuân Nam, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi. Kính gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của trường hình Việt Nam 1 uh, và Nhật Bảo Kali Today. Thưa anh, mời Hôm anh. nay hôm nay hôm nay là chúng ta đang nghỉ ngày cuối tuần và cuối tuần ca lễ nữa. Ừ. Anh mua cái gì happy không? Uh, lại ra là chiều hôm nay đi chơi với uh, uh, mấy người con ở Xuân Nam bây giờ mấy đứa bây giờ đang cắm trại uh, uh, ngủ qua đêm uh, ừ. uh, trong một cái rừng rất là dễ thương và uh, rất là yên tĩnh anh. Uh, ừ. là ở đó cũng có thể ngồi thiền được uh, relax rồi ngồi thiền meditate uh, uh, rồi um, ăn uống rồi uh, xem uh, sau đêm nhưng bây giờ ngồi phải phải ngồi nói chuyện với anh đó thì anh yeah. Cảm ơn anh. Có lẽ chúng ta làm nhanh viên trình ngày hôm nay rồi anh chạy đi đâu vừa. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Nh nhưng mà tôi thì tôi không có cái thú à ngủ người rừng. Ừ, đi, đi giả trại đừng. Tại vì tôi rất là sợ rắn anh biết không? mình đang ngủ trong rừng con rắn nó bò tới nó leo vào chiếu giường của mình chiếu ừ. mệt mình mệt lắm ừ. Tại vì anh biết có sợ gì Tại sao là mùi thích đi cắm trại vậy à, Tại vì đi, đi uh, Gia đình Phật tử thưa anh Nam à, Lâu à, Từ lâu từ khi còn là nhỏ Từ lúc còn à, quanh vũ Cho đến bây giờ là luôn Rồi sau khi qua bên Mỹ vậy Tức là cầm cộng tiếp tiếp con đường à, Làm nghề huynh trưởng Rồi cầm cộng tổ chức cho các em Đi cắm trại vào những dịp hè như thế này rồi có những cái trại học bạn rồi đi picnic rồi vân vân rồi cộng cái thú rất là vui khi mà cảm trạng ngồi trời rồi có những cái sinh hoạt đêm đốt lửa rồi đêm lửa trại rất là tuyệt vời nè rồi có những bữa ăn ở ngoài trời cũng gần gũi thiên nhiên rồi gần với sông với núi với những con rạch rồi những con suối rồi, rồi, rồi có những lúc uh, cắm trại bên bờ hồ vậy rồi treo thuyền dễ thương lắm anh à. và nếu sau này anh có cháu nội thì, thì anh đặt anh đặt cái tên là Nguyễn Thị Thiên Nhiên phải không? <cười> <cười> không? thì thưa quý vị cái đời sống này giải trí nó đa dạng lắm ở đây người ta sinh hoạt nhiều thứ và có nhiều người đi chơi xa lên ở Reno ở trên hồ Lake Tahoe, Lake Tahoe, hồ rồi lên rừng đến rú nhiều thứ ừ. mọi người đó, chọn có, 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 một số người đi casino Còn vui Việt Nam đi kẹo mày. Ừ. <laughs> cái đó thì đi đi vui hơn tôi thích hơn Đúng rồi, cái cũng... vui hơn. Ngày đó không cầm cẩm trài, không cầm liều gì hết trơn Mà ở casino có ăn, có uống, có người phục vụ nữa. Vậy cắm đầu đánh bài thôi à, cầm đầu mà kẹo thôi ha ừ. Cầm đầu cắm đầu kẹo à, hả. món rồi kia nhiều, nhiều khi kẹo mấy sen mấy sen rồi nó ngồi cả ngày cả đêm thì có như nào tụng tiền cả bạc ngàn anh năm nam nghe chẳng phải ít đó rồi. rồi bây giờ ta bước vào tin tức ngày hôm nay nha rồi tin gì mới đây? nên vậy yeah. Rồi tin tức ngày hôm nay cũng khá nhiều anh chị Nam cũng trình gửi đến quý vị thì có bản tin thì họ nói thế này bây giờ đã đến lúc nước Mỹ phải xem xét lại tư cách và có nên từ chối cựu tổng thống Trump và sự kỳ thì à, khinh thường người phụ nữ của ông ta hay là không là xem xét lại và người ta so sánh vào năm 2016 và năm 2024 Rồi, như thế nào là bản tin thứ nhất là bản tin thứ hai là phản ứng của bà Kamala về chuyển, à, viễn thăm nghĩa trang quân đội quốc gia Arlington của cựu tổng thống trong uh, thời gian vừa qua đã là gây xạo trộn rất là nhiều, đặc biệt là trong quân đội và giới chính trị. Rồi bên cạnh đó phản ứng của một bà quá phụ của một tử sĩ thuộc Quốc Chiến, bà phản ứng là làm sao? Rồi khi mà phản ứng như vậy thì dân biểu đảng cộng hòa ở new york là chỉ trích bà kamala như thế nào rồi à, bên cạnh đó là fox news thì ngày hôm nay à, mấy ngày hôm nay mình thấy rằng là fox news bây giờ có thể đưa ra những cái cái, cái những cái tin tức có vẻ uh, trung thực hơn anh nát. là Fox News thì ngày hôm nay đã chịu diệu cựu tổ trong là lực lòng. À, hay thay đổi lập trường của mình. Không thay đổi lập trường của mình như thế nào. Đó. À. Rồi, à, à, trước khi nói chuyện đó thì mình có thể rằng là anh Nam biết là có những cuộc thăm dò như thế nào hay không? Rồi là anh có đọc số qua bà Kamaric, bà chuẩn bị à, tối thiểu những gì cho cuộc tranh luận sắp tới đây với cựu tổ trong vào ngày 10 tháng 9 chứ anh? Ừ Tin hay quá, chào mời anh ra. OK, thì bây giờ mình nói sơ vấn đề cuộc thăm dò thử ha. Tiếp tục về thế này, hôm nay chúng tôi xem trên chương trình của NBC News, là ABC rồi MSNBC thì cuộc thăm dò của là IPSOS là của Reuters là cho biết rằng cái giới trẻ khoảng từ 18 đến 34 tuổi á. À, thì ủng hộ mà uh, Camarit với cái tỷ số là 49 trên 36. Uh, 49% tức là dành cho bà Camarit và 36% thì dành cho cựu tổng thống Donald Trump. À, còn uh, những người mà gốc Hispanic á, người Tây Ban Nha thưa quý vị thì với cái tỷ lệ chênh lệch cũng khá cao lắm. À, thì tỷ lệ chính lịch là 53% dành cho bà Kamala và 37% dành cho cựu tổng thống Trump. Rồi, cái tỷ lệ này rất là chính lịch rất là lớn. Rồi cái tỷ lệ tính lịch ra quá cao đó thành phần là giới da màu hay còn gọi là giới mà cử tri da đen đó. Thì giới này nó nghiêng về bên phía bà Kamala rất là lớn ở năm 76 trên 12. 76% dành cho bà Khao chỉ có 12% dành cho cựu tổng thống trong mà thôi. Rồi thành phần nào quan trọng nữa? Thành phần mà có là thu nhập thấp á, là low income những nào. Thì trong những tuyên bố, trong những chính sách của ông, bà Khao là phục vụ cho những người trung lưu, cho những người mà working family, vân vân. Rồi có những tiện dụng thuế cho trẻ em, vân vân. thì cuộc thăm dò ngày hôm nay của USA today nó cộng dụng như là uh, của uh, Suffolk của trường đại học Suffolk đó quý vị. Thì cái giới này đã nghiêng về bên phía uh, bà Cameron là đến 58 trên 35%. 58 là dành cho bà uh, Kamala Harris và 35% dành cho cựu tổng thống. Thì nói chung, là giới trẻ từ 18 đến 34 rồi giới uh, cử tri gốc Hispanic, giới cử tri người da đen cũng giống như giới cử tri thuộc dạng mà low income tức là thu nhập thấp đều nghiêng về phía bà Kamala Harris Rồi bây giờ để xem thử rằng các cử tri mà đã được ghi danh bầu cử rồi á thì theo cuộc thăm dò của Reuters cũng giống như là IPSOS á, thì cái, cái số này đó, nó nghiêng về phía bà Kamarit với tỷ lệ là 45 trên 41 phần Tức là bà Kamarit dẫn đến, đến 4 Rồi, cũng theo thăm dò của USA Today, cũng giống như là trường đại học là The Suffolk, thì cũng nghiêng về phía bên phía bà Kamarit với cái tỷ lệ 48 trên 43 Tức là cái cuộc thăm dò của USA Today, ấy, thì bà Kamarit, Harris dẫn trước đỉnh 5%, tức là bổn trên 43%. Thế như vậy, là những cuộc thăm dò gần đây sẽ có khuyến thưởng nó nghiêng về bên phía bà nhà Kamara rất là nhiều, thưa anh. Dạ, mời anh. Rồi, bây giờ nói sớm qua uh, sáng hôm nay NBC News thì một số trong đó là có các chính trị gia, các phóng viên, rồi là có các cựu công tổ và những là người mà dựng chương trình của các đài truyền hình giống như, như NBC, ABC, MSNBC thì họ bàn luận, tức là à, bà Kamala chuẩn bị à. những gì à, cho cái ngày ngày tranh luận đầu tiên với cựu tổng thống đó nói trong tức là ngày chín ngày 10 tháng 9 sắp tới đây đã. thì quý vị đã biết là cựu tổng thống nó còn đề nghị đến ba ngày chứ phải không là ngày 4 tháng 10 bây giờ đã qua à, chưa qua tức là còn mấy ngày nữa rồi đến ngày 10 tháng 9 rồi đến ngày 27 tháng 9 và nhưng bên phía bà Cam là không bây giờ tôi chấp nhận cái ngày đã lên kế hoạch trước đây rồi tức là ngày 10 tháng 9 đó còn hai ngày kia thì không. Thì hai ngày kia thì thủ tổ trong nói là tôi không tin tưởng ABC cho lắm. Mà có thể tôi tin tưởng NBC, có thể tin Fox News. À, như vậy. À, thì ABC là có thể là nghiêng về bên phía bà Cameron, có thể là đưa câu hỏi trước, vân vân này kia nào. Rồi... Uh, rồi uh, nói được tôi không tin tưởng được mà nữa tôi tin tưởng được như vậy tại sao mà tôi phải chấp nhận chứ bởi à, thì, vì thì không biết là ngày À, còn ít nhất là hôm nay là ngày ngày mùng 1 rồi thì chúng ta còn chỉ ngày nữa không biết rằng cựu tổng thống đó nó có thay đổi gì hay không thì tuy nhiên bên phía của bà Kamala là bà chuẩn bị rồi bà chuẩn bị tinh thần như thế nào thì theo uh, sáng hôm nay ABC nêu họ bình luận với nhau họ nói thứ nhất á là có bà Kamala thứ nhất á là bà đã chuẩn bà đang chuẩn bị đang chuẩn bị in preparing bà đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận đầu tiên của bà với cựu tổng thống Trump à đó yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai nữa tức là bà là giữ bình tĩnh là keep calm tức là bà giữ rất là giữ bình tĩnh à, để có thể à, lúc đó thì bà trước đây bà nói rằng bà có thể chừng đứng những cái lời dối trả hoặc là những lời bia đặt oh. hoặc là những lời thổi phồng của cựu tổng thống thì có lẽ hôm đó thì bà đề nghị không biết là bây giờ như, như thế nào đó là mở là, là, mic hay là là đóng mic tức là microphone á là khi ai nói thì mở ra khi ai cũng nói là đóng lại đó. thì bà đề nghị có như mở ra đi tức là hai bên có thể là tranh luận à, thì không biết rằng là ừ, quyết định như thế nào thì tuy nhiên cái sáng này bình luận rằng là bà bà camera hết ra, bà có thể rằng là bà giữ bình tĩnh à. Chắc không có nghĩa là à, nghe cựu thủ trong đưa ra những cái lời mà không được thật thật có thể là bà phản ứng liền à, thì bà là bà có thể là diệt cái bệnh tật vậy yếu tố thứ hai nữa là bà tìm cách chọc tích một cách dữ dội đối với ông Donald Trump. tất là chọc là việc cái, cái tạnh khí của cựu thủ trong Trung á khi mà tấn bốc thì ông sướng làm ở khi mà ai xúc phạm đến một cái gì đó ông nội nóng lên mà cái nội nóng đó là ông lên nội bài À, thì bà có thể bà sử dụng cái chiêu trò này và là chọc tức cựu thủ trong một cách dị dội. vừa rồi có trao đổi với anh Nam, thì anh Nam nói chữ get under someone's skin. Thì anh Nam cho biết là cái cụm từ này, cái idiom đó, và là chọc tức ai nào đó, một cách dị dội. Tức là bà camera là bà sử dụng cái chiêu trò đó, anh xuống nào. Rồi, những cái dụng cụ ba chuẩn bị như thế nào? Và chuẩn bị dụng cụ á, tức là vấn đề đề cập đương nhiên, cựu thủ nói trong đề cập đến biên giới mà biên giới thì bà nói thế này đó cựu cử, tổng thống trong đa tầng là thất bại trong vấn đề biên giới vào năm 2016 cho để nghiêm ghi của ông ta trước khi mà tranh cử năm 2016 thì cựu tổng thống nói thế này ô oh, bây giờ tôi sẽ dựng cái biên giới này là giữa mẹ cơ với hoa kỳ và tôi bắt buộc tổng thống mẹ tây cơ phải thanh toán những cái chi phí này bây giờ thực tế rằng là tổng thống là mẹ cơ có Trả chi phí này không? Zero. Thì đó là một cái dụng cụ đầu tiên của uh, bà Kamala nếu như một cụ thủ trong tấn công vào biên giới. Rồi, cái, cái dụng cụ thứ hai nữa, uh, thì cái vấn đề mà nêu lên COVID, uh, uh, pandemic, đại dịch COVID-19, uh, uh, làm cho hàng, uh, trên một triệu người uh, mà tự vong, đáng lẽ là, là không đáng để tự vong thì bà là có cái dụng cụ này sư phán ấn của cựu tổ trong về vấn đề mà đại dịch covid, à, là bà chuẩn bị như vậy. rồi cái điểm thứ ba này dụng cụ thứ ba nữa là bà sẵn sàng hay là bà bà có trong tay à, đó là vấn đề mà uh, healthcare uh, plan hay còn gọi là obama uh, affordable care đó, đó. À, tức là uh, bảo hiểm sức khỏe có giả phải chăng hay còn gọi là Obamacare đó. đó, cái điều này đã giúp ít nhất là mấy chục triệu người dân Hoa Kỳ đã có được bảo hiểm thì mùi nhỏ không lập hoặc là lập trên 40 triệu dân phải 40 triệu người phải Nam là có thể là một nhỏ đỏ lắm thì nhờ cái Obama care này một số người họ không có thu nhập là ý thu nhập thấp này cái nào hưởng được cái chương trình này thì đấy là cần dụng cụ của bạn bạn tấn công là cựu tổng đô trong tấn công như thế nào tấn công trong thời gian bộ năm tài vì của cựu tổng thống đã nhiều lần và kể cả đảng cộng hòa đã, là đã nhiều lần repeal tức là có xóa bỏ cái 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 cái, cái chương trình Obama care này hoặc là Affordable Care này mà không xóa được và khi được hỏi là nếu xóa đi thì có cái gì thay thế không cũng không, không có à. và có thể là bà trở lại cái vấn đề cái 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 cái, 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 cái phiếu mà quyết định cuối cùng của ông Joe McCain và cái, và cái, 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 cái vẻ của ông Joe McCain đó đã làm cho cựu tổng trong là tức giận và nổi xấu đó là nguyên ruột ông Joe McCain đó rồi dùng cụ thử uh, tư nữa là như thế nào à, là dụng cụ thứ tư nữa là bà đưa ra cái vấn đề đó à, là cầu thủ trong trong lúc tại vì á, ông đã nói rằng là có những cái dư luật về hạ tầng cơ sở đã xây dựng là tại cầu trúc hạ tầng cơ sở nhưng trong bụng năm tại vì ông không thể nào được thông qua cái đó hoặc là không có một kế hoạch nào hết à, rồi cuối cùng là khi mà tổng thống Joe Biden vừa mới vào tòa bạch ốc thì một trong những cái chính sách đầu tiên để em mà đưa nền kinh tế lên đó là cái đạo luật hạ tầng cơ sở và cựu tổng thống cựu um, tổng tổng Joe Biden đã ký thành luật. Thưa thưa quý vị thì một mùi lược xơ qua những gì mà bà Kamala chuẩn bị cho cái ngày tranh luận đầu tiên của bà với cựu tổng thống Trump thời gian không biết anh có gì thì anh bổ sung thêm. Dạ, yeah. hôm nay thì ra muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho anh mùi hơn. <laughs> hay là anh 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 ngày hôm nay là anh bừng quá anh không không có tin anh nam anh nói thật yeah, cho mọi người nam cái 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 đầu nó bị bị nó bị mess up hết no? nếu ok nam. Anh, anh nam cảm ơn anh nam cảm ơn anh nam có lòng tốt <cười> <cười> cái đầu nó bị 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 mess up cái nào mà ok biết ngoài nó mắc cỡ lắm ok anh nam ok nam, được, nam. Sì anh nam thứ được anh nam em bé mùi luôn anh. luôn là mùi backup anh lo cho anh nam ok rồi tới bây giờ cái tính từ nay này anh uh, Nam thì bây giờ có thể là anh uh, có sự nhận xét của anh nghe chưa? Yeah. Okay, anh Nam còn nhớ năm 2016 à. khi mà cựu tổng đối trong uh, có những cái kỳ thì giới phụ nữ rồi anh uh, Việt anh còn nhớ là một cái video khoảng uh, để bao nhiêu à cái video mà mà gây cho tranh cãi rất là nhiều á uh, là của um, Access Hollywood anh nắm còn nhớ nè. Biên 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 vê biê, vê biê. vê. À, ok thì cái ông, đó ông, đã. ông Trùm nói tục không mà Ờ à, thì ông Tống nói coi như là anh à, những người mà nổi tiếng <laughs> biết không? Đó, coi như là bất chất coi như Access Hollywood đó. đó. Sao sao má thoải mái. đó, đâu coi như là chỉ có là 70 giây mà thôi khi mà đi, đi trên xe bus đó phải không? tôi <laughs> tôi tôi bố rằng là những người nổi tiếng chẳng hạn giống đâu trong trong chợ ngàn người giàu cỏ đấy cái nọ quay về bất chấp rơ mỏ chỗ nào kín chỗ nào hở người phụ nữ rồi mà chẳng ăn thua gì để trật pháp luật hết trơn phải không à, thì anh tải là cái, cái, cái video 70 giây đó làm cái sốc cho những người phụ nữ à, ok thì bây giờ mình nói vấn đề này thì các nhà phân tích chính trị để họ, họ, thấy cái điều này cũng, cũng, cũng hơi là khó chịu chứ không phải không đâu à, rồi những lời thô tục của cựu tổ trong mà anh nam anh nguyễn xuân nam à, đã à, à, đã quý vị mấy cái video trước đây rồi lời nói tục u bôi nhỏ đều rất vâng, quá trời của đất à, thì bây giờ là người ta nói thế đã đến lúc nước mỹ phải xem xét lại vấn đề thứ nhất là tư cách cả thứ hai chúng ta còn nên từ chối là cựu tổ trong từ chối cái vấn đề cái vẽ vào vào bạch ốc á và sự kỳ thị của người phụ nữ của ông ta hay là không bây giờ mình xem lại năm 2016 khi mà cựu tổng thống trump á, thì cái đó là ứng cử viên à, tổng thống á Nói thật ra năm 2016 á, thì đầu tiên cựu tổng thống trông có chắc là anh nghĩ rằng là à, mình ra ra chơi vậy cho vui thôi để xem thế nào á tại ông ngờ là thấy người người dân ủng hộ quá và từ đó là thừa thắng sông lên á nữ dân nam là mấy lần cựu tổng thống đã nói ra đó chứ phải có những lần mà không ra thì lần lần này là 2016 ra thử thử để ngờ được như là được người dân ủng hộ qua anh nhà là thời kỳ đó cá tổng cựu tổng thống trump á, là ứng cử viên tổng thống trump là nhà tỷ phú rồi một người cha dạy dỗ con cái một gia đình có nền nếp v vân mà cá ngờ quá cho đến năm còn dở đó Ừ, đúng nhỡ rất là rõ đó rồi ngay cả trong gia đình ô thấy chưa cái cựu thủ trong này không bia không rượu không cờ không bạc này à, mặc dù không cờ không bạc nhưng cậu mở trong bài thôi rồi dạy con cái này không cờ không bạc tốt quá giỏi quá à trơn đó. thì vào năm 2016 bất chấp sự kỳ thì giới tỉnh này và cả khóa thượng phụ nữ này đó, thì cự tri đã là dồn phiếu cho cựu thủ đô trong bà tòa bạch ốc nhưng vào tháng 11 một tới đây này đó, thì chúng ta có thể thấy nước mỹ như thế nào phải thấy nước, nước mỹ và tốt hơn có thấy nước mỹ không còn một sự kỳ thị và quá thương phụ nữ như vậy nữa và chỉ còn một tháng trước ngày bầu cử năm 2016 một đoàn bắn rất là khét tiếng đó là Access holy good à, đã rò rị. đó là một đoàn video dài 70 giây là gây cơn sốc và đảng khinh bị là chắc chắn sẽ có một cái khu riêng ở biển bảo tàng nào đó à, chắc là bảo tàng quốc gia để dự đoạn video này à, tất cả là video này cái này chúng tôi còn nói Tức là cựu tổng lĩnh trong tuyên bố trên một và nói rằng là người mà nổi tiếng thì có thể rằng là đồng chạm bất cứ nơi nào dù chỗ kín nó chỗ hở như thế nào ở trên người phụ nữ thì cũng hề thấy hận gì trớn á thì cái điều này quá khinh thường và khinh thường một là phụ nữ quá phải không đó. thì bây giờ trong tương lai trong năm 2014 đó, thì chúng ta nghĩ gì chúng ta xem xét lại vấn đề cái tư cách của, của tổng thống Donald Trump hay là vấn đề này đó thì cái diễn biến của cái đoàn băng là Access Hollywood đó đã, đã gợi một lời nhắc nhở rất là đáng buồn để những người phụ nữ trên khắp đất nước Mỹ. Ngay cả một người dâm ô và kỳ thị phụ nữ như ông Trump vậy cũng có thể lên nắm giữ được chức vụ cao nhất ở đất nước chúng chúng ta. Không những ở đất nước chúng ta mà trên cả thế giới nữa. và một cách khác sự phân biệt giới tính và sự khinh khí phụ nữ của ông Trump là điều có thể chấp nhận được chăng vào năm 2016. Thì năm 2016 người ta chấp nhận được rồi thưa quý vị. Thì bây giờ vào năm 2024 thì cựu tổng thống trong một lần nữa tranh cử vào chức tổng thống tức là vào tòa bạch ốc thì đối thủ đối thủ ông ta là ai đối thủ ông ta hiện nay lại là, là một người phụ nữ thế thì sự phân biệt giới tính một cách trắng trợn của ông ta một lần nữa lại đến một cái điểm định cao và được thể hiện rõ ràng qua những buổi tranh cử của ông ta qua những bài viết trên nền tảng mạng xã hội cộng uh, như qua những lần mà ông ta tranh cử à. thì vào thứ tư vừa mới đây mà thôi thì cựu tổng thống đã nội cấn thần nộ của ông ta trên nền tảng mạng xã hội của ông ta đó là true social ông ta đăng lại là các khẩu hiệu của Huy A Non và chỉnh sửa lại hình ảnh và kêu gọi thứ nhất là bỏ tu các đối thủ chính trị của của mình tức là của ông Donald Trump thì chỉ trong vòng 30 phút mà thôi ông tổng cựu tổng đốc Trump đã đăng đi đăng lại các hình ảnh đó và cái lời kêu gọi là ít nhất là 30 lần chỉ 30 phút thôi có nghĩa là một phút đăng lần một phút đăng lần một phút đăng lần đó. Thì cô thiếu cái bây lúc mạng xã hội đang lan truyền những cái thông tin nhạm nhí này của cựu thống trung Và cựu thống trung đã đăng là một bức hình ảnh của hai chính trị gia nữ Và có thể là nói thành đạt và nổi tiếng nhất ở nước Mỹ Đó là ai? Đó là bà Hillary Clinton Tức là một trong ứng cử viên được đảng dân chủ đề cử à, Và ai nữa là bà phó tổng thống là Kamala Harris Là hai người phụ nữ là có thành đạt cao nhất Và có thể đạt được cái vị trí cao nhất À. Thì bức ảnh đi kèm tháo với một chủ thích gần như không thể diễn tả được thì ám chỉ rằng bà phó tổng thống là bà Kamarata đã ngủ với một người đàn ông và nhờ việc ngủ chống này cho đó bà đã lên đến đỉnh cao quyền lực. À, thì, thì điều này là nói ai nói đến ai à, nói đến ông William Brown, ông ta là một trong những thị trường của San Francisco. À, thời kỳ đó là ông hình như là 60 tuổi thì bà mới hết mấy tuổi thôi à? là, hình như là bà mới ra trường à, à, luật các quý vị thì, à, thì đó là hình ảnh như vậy nhưng đó là chỉ ví dụ mới nhất về sự phân biệt giới tính và đồng thời sự khinh khi phụ nữ của cựu thủ đô ông Trung. À, à, là mà ông và những người ủng hộ của cựu thủ đô đã thực hiện các cuộc tấn công dựa trên vào giới tính. Đó. À, của bà Camaret cũng giống như là à, trong cái buổi hội nghị nhà báo của người dân à, da đen ở Chicago á, thủ cử trong đã nói rồi, có như là tôi không biết là bà này là, là đậu có màu đen tức là trở thành da đen chắc là mới đây vì cái uh, uh, quyền lực chính trì hay sao đây. Đó. Rồi bây giờ mình xem uh, là những người mà ủng hộ tấn công phụ, phụ nữ là ai là có cựu dẫn chương trình của Fox News đó là là Machine Kelly là cộng ám chỉ là bà Kamala Harris đã ngủ chung với một người đàn ông để được leo lên đỉnh cao quyền lực như thế này. Rồi một trong những cuộc phỏng vấn ở, ở, trên Fox News vào tháng 7 thì ông Trung cựu thủ đó trong nói với là Laura Abraham rằng các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đổi sự về bà Kamala như thế nào? Như một món đồ chơi, à, thì bà, ông dùng chữ là tiếng Anh như thế này không phải Anh Nam như thế nào? Cái, cái toy này cũng có nhiều nghĩa lắm. A like a play toy, à, thì ông ta nói như vậy. Một người dẫn chương trình khác ở Fox News đó là Jesuader đã hỏi liệu cử tri có đánh cả cược là bán đất nước này cho một người phụ nữ như vậy hay là không à, cái nhất là một người phụ nữ ngộ ngủ mọi người đàn ông cái thứ hai là là người phụ nữ này nếu như mà lạc đạo đất nước ấy, thì các nhà lạc đạo, đạo trên thế giới sẽ xem bà giống như là món đồ chơi vậy the world leader the good trick Harris a liar, play toy à. thì một trong lần xuất hiện á thì qua đời cộng nhận xét rằng nếu được bầu các tưởng là sẽ làm theo ý họ với bà Kamaris. Thế là hàm ý nói rằng là để cái cùng từ của Cựu cửu thống nói á, là bà ta giống như là play toy vậy. À. Ok bây giờ chúng ta nhớ tưởng lại anh à, nói sao? Play game <laughs> không play boy bên nam, phải play game bên nam. Play game, play boy không à, play toy không play game. Play game à? Don't play À ok. <laughs> uh -huh. Rồi bây giờ chúng ta nhớ lại này là cầu thủ Trung đã bị kết án về hành vi làm dụng tình dục đối với nhà bảo là chuyên mục đó là bà Yvonne Caron. À. Thì thì bây giờ cái thằng câu hỏi. Bây giờ chúng ta có cơ hội là để làm trả lại về khoảng khắc năm năm 2016 hay không? Tức là cử tri hãy bỏ qua cái hành vi của cựu tổng thống tức là khinh khi của thường phụ nữ à, bất chấp à, những cái gì để cho cử cho, cho cho ứng cử viên tổng thống lúc bây giờ là đôi đã trông trở thành tổng thống. Nhưng bây giờ vào năm 2024 chúng ta có cơ hội chứng minh cho nước Mỹ và nhân dân Mỹ và cho trên thế giới biết rằng là sự phân biệt giới tính và kinh khí phụ nữ sẽ không được giống thử và không có chỗ đựng trong tòa bài ốc. À. Và đã đến lúc chúng ta phải chứng minh rằng người phụ nữ của chúng ta phải làm tổ hơn thế. Và chúng ta phải chứng minh cho ông Trung rằng chúng ta phải làm tổ hơn những gì ông Trung đã làm. À, thưa người xuân nam, thì à, đó là cái, 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 cái lời hiệu triệu à, à, giữa phụ nữ à, xem lại là cái tư cách mà liệu là là quay lưng với cựu tổng thống hay không thưa anh Nguyễn Xuân Nam. Ông, ông chơi game này mệt lắm anh. Ông đánh tàn tệ người phụ nữ. Mà cái điểm số người phụ nữ đang tăng rất là cao. Khả năng thua ông Trâm rất là lớn. Mà nếu như ông thua thì sao? <laughs> à. Biết đâu anh Nam, đã không? Nếu nhỡ như ông Trâm thua thì sao? anh thua người da đen anh thua người da màu thì sao? Ừ. thì nếu 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 cựu Tổng trong thua cái đợt này thì như vậy là theo ý của một số người rồi anh ạ, tức là họ không muốn rằng là những người đại diện cho mình mà là có một người khinh khi và coi thường phụ nữ như vậy á chơi 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 cái trò này nguy hiểm quá mà anh anh, anh có đọc những cái cuộc thăm dò nào đó không nó nói rằng là để bây giờ cựu tổng thống trump đã bỏ xa với là ứng cử viên tổng thống đảng dân chủ đó là bà kamala anh, anh anh là mua tìm những cái cuộc thăm dò đã mua chúng thấy được anh có 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 có, thấy nó yeah. anh, anh, anh anh có tìm thấy những cái cuộc thăm dò nào như vậy không tham gia sao thăm dò cho thấy rằng hiện hiền nấy cựu tổng thống đó đã bỏ xa là đó. có tham gia của pháp và không thăm tham gia của pháp một phần trăm tham gia của ông Edinburgh của X thì bộ bên bốn phần năm bên một phần năm thì nói rằng là là có cái bận tin là cho rằng có như là là uh, the Poster, uh, tức là cuộc thăm dò hay uh, là người thăm dò đây là người thôi nhập là là cả cuộc thăm dò anh, nào uh, là là, là uh, danh từ uh, là không phải um, uh, danh từ số ít the poster chẳng phải là gọi sao the poster tiết lộ những gì dữ liệu là mới gây sốc cho bà Cameron Rich, nhưng họ cả là một cũng tìm ra cái điều đó này Ừ. Rồi, bây giờ anh Nam có gì nữa không? Là một tiếp. Mời anh tiếp giờ dạ. nay đang nghỉ mệt một chút dạ. Rồi. Ok thì uh, quý vị thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì từ thủ Trọng đã viễn thăm thì là những ngày uh, là mà 3 năm rút quân ở gáp máy xăng trong đó là có 13 chiến sĩ của Hoa Kỳ bị chết ở tại phía trường thì đó là ngày lễ mà kỷ niệm đánh dấu sự tử vong của các chiến sĩ ở Afghanistan tức là ngày cuối cùng đó thì cầu tổng thông cầu viễn thăm gia đình những nhà tự sĩ đó rồi có điện thăm ở um, là nghĩa trang quân đội quốc gia ở, ở Arlington à. và cái 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 hòa session á mà thứ quý vị thì mấy ngày hôm nay cũng xuống sao vấn đề này rồi thì đó là nơi Đức Thiên mà à, là không được quay phim không được chụp ảnh này cái nọ khi mà phải đoàn chuyện cho tránh cựu của cựu tổng thống đến viện thăm cái Session sáu tức là nơi À, an nghỉ cuối cùng của các binh sĩ trong số 13, những binh sĩ trong số 13 người đã bỏ mạng cho quốc gia trong cuộc uh, rút uh, quân ở Afghanistan. Đó. Đó. Thì cựu thống đó đã được thăm đó. Rồi uh, những người mà trong phải đoàn cựu thống đó trong, tức là chuyện dịch tranh cử, đó, đã uh, uh, đồng tràm với một cái nhân viên À, à, Nghịa trang Và đẩy những viên đó đi à, Để đi vào trong đó để chụp hình Quay phim à, Đã gây ra những cái chuyện Mà mấy hôm nay à, Quý vị đã nghe à, Trên đài truyền hình Mỹ Cũng như đài truyền hình Việt Nam Cũng như là, là Các à, à, chương trình radio của Việt Nam rồi à, Thì à uh, cả um, một cái thành viên trong ủy uh, ban giám sát của hạ viện uh, đó là Reskin uh, công việc đơn lên uh, là bộ trưởng của bên thuộc lục chiến á uh, sẽ uh, yêu cầu điều tra vấn đề vấn đề này thứ thực thế nào đó rồi bên phía trong quân đội cũng gây chia rẽ vậy. Uh, thì ngày hôm nay à uh, có những cái phản ứng phản ứng đầu tiên của bà Kamarit và phản ứng thứ hai tức là bà quả phụ của một cuộc cuộc chiến như thế nào thì trước mắt là bà Kamarit thì bà phản ứng thế này thì cho là ông Trung đây là chiêu bài chính trị của ông ta đó, giống như là ông lấy cái lòng của người dân đó Tức là ông có quan tâm đến uh, những người quân đội đã nằm xuống cho đất nước, rồi ông quan tâm đến uh, là gia đình của những chiến sĩ này, vân uh, vân. Theo bà Kamarez mà nói đây là vấn đề chiêu chiêu trò chính trị và thủ thủ trong đã xúc phạm vùng đất thiêng liêng rồi. Đó. Thì bà Kamarez uh, đã chỉ trích uh, đối thủ của mình đó là ông 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 Trump, à, à, đã một đã à, chơi một chiêu trò chính trị tức là gọi là mì dân đó à, và thiếu tôn trọng đối với các cựu chiến binh và những người này đã hy sinh tận mạng mình nằm xuống cho tổ quốc và đất nước à. À, ông ta đã bất chấp à, à, những kỳ nghi thức nghi lễ trong nghĩa trang quân đội quốc gia vậy và đồng thời những người trong chuyện dịch tranh cử của, của ông tổng là bất chấp là nhân viên nghĩa trang là can thiệp này tức là đẩy người nhân, viên ra và cái nhân viên trong nghĩa trang này họ là ngăn cản một cách rất là lịch sử lắm rồi tất cả những chuyện đó là không ngoài mục đích là chuyện dịch tranh cử của ông Trump mà thôi tức là không ngoài mục đích vấn đề chính trị chẳng có cái gì gọi là quan tâm đến các chiến sĩ hoặc là là gia đình của quân nhân à, thì bà nói như vậy thì quý vị còn nhớ rằng nếu cựu tổng, Trông mà tổng thống mà tôn trọng như vậy thì đời nào mà cựu tổng thống nói rằng những người binh sĩ đã ngã xuống á, trong chiến chiến tranh á, là những người là loser những người là sucker à, rồi bà nói thế này lẽ ra các cựu chiến binh đã nằm xuống như vậy, các cựu trưởng binh hoặc là gia đình quân nhân hoặc là các quân nhân hiền đang tại, tại dịch đó, thì được tôn vinh và không bị không bao giờ bị coi thường và phải được đối xử bằng sự tôn trọng và với lòng biết ơn cao cao nhất à, bà nói như vậy thì thay vì là ông Trung không có vấn đề đó mà ông Trung là lời dụng đấy là một chiếu chiếu bài chính trị của ông ta à. À, nhóm vận động tranh cử của ông Trung mô tả là nhân viên nhân viên nghĩa trang à, còn không, cái nhân viên nghĩa trang đã ng ng ngăn chặn là họ đi vào rồi chụp ảnh của, của phim rồi mà các nhân viên này họ mô tả là nhân viên nghĩa trang mà là ngăn chặn không cho họ vào á họ nói rằng ô cái tay này là đảng kệ đảng khinh bị à, nói năng này như vậy à và đồng thời nói là những nhân viên này có thể là đang bị bình tâm thần khác oh, nói rất là nặng này thưa quý vị à. cái vấn đề này á thì có liên quan đến là ông cho rằng là cựu tổng thống cho Biden cái chiến dịch mà rút quân của ông Joe Biden đó, làm thiệt hại ít nhất là 13 quân nhân đồng thời để lại một khối tài sản quân quân sự rất là khổng lồ ít nhất là 85 tỷ đô la cho quân đội Taliban à, ông chỉ trách như vậy thì tuy nhiên thì quý vị còn nhớ rằng là cựu tổng thống Trump đáng lẽ cựu tổng thống Trump giải quyết vấn đề này chắc là rút quân ra khỏi Afghanistan đó. Đã. thì trước đây tức là Nga xô đã à, bị xa lầy rồi họ điện sĩ quân đội Mỹ quân đội Mỹ thì có thể là trong thời kỳ cựu tổng thống Trump rút quân mà nhưng ông không làm được điều đó ông đã cái bánh hay là cho tổng thống số Biden đó là cái vấn đề cựu tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm vấn đề vấn đề đó. Đã thì tuy nhiên thì quý, quý vị thấy rằng à, cái việc mà đi thăm đó đã làm xáo động, gây ra tranh cãi trong quân đội trong những ngày qua. À, thì mặc dù cựu thủ trong thường xuyên rao giảng như thế này, ông ta ủng hộ lực lượng vũ trang à, và à, à, ông ta tôn trọng người lãnh thì tuy nhiên quý vị thấy rằng trong thời gian à, khi mà ông còn làm tổng thống á thì ông chế nhào là những quân nhân đã bỏ mạng rồi thậm chí ông không muốn thấy những nhân viên là mất đi phần thân thể của mình giống như cuộc tay cuộc chân trong thời kỳ mà ông còn làm tổng thống á thì ngay cả ai thường nghị sĩ từ thường nghị sĩ cho mặt cái không thôi à đó, người đã tham gia cuộc chiến việt nam đó và ông ta bị bận rơi và ở tù tội như vậy ở trong cái khi đó cựu tổng đối Trung thì viên cỡ tức là ông hoạn dịch vì lý do sức khỏe và sau đó là ông viên cỡ là hoạn dịch là vì, vì lý do học vấn đến năm lần hoạn dịch như vậy để không tham gia trong trận chiến Việt Nam thưa quý vị. Thì cái điều đó cho thấy rằng là cựu tổng đối Trung có tôn trọng những người chiến sĩ đã ngã xuống hay là không à, hay là đây là 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 một sự mà quyền lợi về chính trị không thôi à, cái điều này không còn nổi quá một số họ chứng minh rằng là những cái gì mà tổng cựu tổng thống đã nói đến những người mà ngã xuống trong chiến tranh và những quân nhân ngay cả vấn đề mà đồ kiểu hương chương kiểu huân chương danh dự thì cựu tổng thống nói là huân chương danh dự của tổng thống cho những người mà dân sự còn cao quý hơn cả quân chương quân đội mà được trọng thuận của quốc hội nữa. À, thì đó có như là về vấn đề đối với quân đội dưới cặp mắt của cầu tổng trong như thế nào thì quý vị sẽ à, tùy theo quý vị. À. Rồi à, kế tiếp nữa là bà quả phụ à, của một cái tự sĩ Gold Star thì gọi trong là cải phạm tội bà cũng uh, cũng lên án cựu tổng trong uh, như vậy uh, xuất hiện trên MSBC là, là, chiều ngày hôm nay là chủ nhật giờ miền đông thưa quý vị thì một quả phụ cựu cựu chiến bến thủy quân vượt chiến uh, là uh, quá đã chi tiết uh, ông Trung đã làm mức danh dự và làm tổn thương sự hy sinh của các chiến sĩ và làm ô uế cái nghĩa trang quân đội quốc gia là Arlington. Và à, à, nói thế này, cái hình ảnh ngôi mộ của chồng tôi à, được ông ta trưng bày và nội bực à, trong các cái à, uh, uh, diện đàn chính trị của ông ta. À, thì đây là một sự uh, là xúc phạm. Thì uh, quý vị còn uh, uh, cái bài nói chuyện tội hôm qua của anh em chúng tôi thì cái một trong tổng đốc đã tháp trong cái chuyện việc tham đó ông ta đã xin lỗi rồi. Ông ta lên ông đã xin lỗi. Nhưng ngược lại à, à, những thành phần mà chuyện tranh cực cử cựu cũ trong ngay cả tổng thống trong cũng chưa có lời xin lỗi nào hết. Thì à. bà nói rằng tức là quả phụ của à, Uh, Bến sĩ Thủy Quốc Lục Chiến thì nói rằng là ông Trung là thường thương uh, với những người đã hy sinh nằm xuống uh, cho quốc gia của chúng ta. Uh. Thì bà nói đáng lẽ ra là chồng tôi uh, và gia đình của tôi được bảo vệ trong danh dự và chồng tôi uh, phải có danh dự và ông ta phải giữ những ký ức này rất là đẹp đối với những người còn sống sót. Uh phải được tôn trọng nhưng ngược lại thì chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống trong dùng những hình ảnh này á thì giống như là một tên tội phạm đấy vậy thưa anh xuân thì, thì à, là cuối công bà có cái, cái tâm sự rất là à, à, rất là đau khổ thế này và đồng thời à, à, ám chỉ cựu tổng thống trung là một người không trung thực Bà nói thế này từ thủ đô Trump không chỉ là một tên tội phạm mà còn là kẻ nội dối một cách khác tiện và là kẻ lừa đạo. Và tôi xin cầu nguyện người dân Mỹ đừng tập trung vào vấn đề lượng đảng nữa mà hãy tập trung vào cái phẩm chất đạo đức của một ứng cử viên. À, cho nó có ứng cử viên từ thống đô Trump cũng giống như ứng cử viên bà Kamala Harris. Bà nói thêm thế này, để những người trong chúng ta ngoài là quả phụ À, có thể tiếp tục sống một cuộc sống của mình với sự tôn trọng và phẩm giá và không phải lo lắng rằng khi mà tôi chết hoặc quý vị chết hoặc là con trai quỷ vị con trai con cả quý vị chết à, mà à, để được tôn trọng vì chúng vì chúng ta là những người quả phụ của những người chiến sĩ đã nằm xuống cho tổ quốc anh hùng thì đó là phản ứng của à, đó là phản ứng của những uh, uh, bà quả phù cộng dụng như là bà Kamaric ngày hôm nay thưa anh. sau khi mà hai phản ứng của bà Kamala cũng giống như là bà của của, của Á phụ à, thì uh, dân biểu là cộng hòa ở New York là Stephanie à, thì ngày hôm nay cũng là ngày chủ nhật ở uh, Atlantic Fox News và người dẫn chương trình là là xin uh, Duffy thì uh, dân biểu Stephanie là chỉ trích uh, bà Kamala là uh, cho bà là vấn đề chính trị hóa vấn đề của á à, rồi là Stephanie cũng cho rằng, rằng có như là, ủa, tại sao là bà không chịu trách nhiệm thì quyết định của bà một cái quyết định quyết định đó là quyết định rất là thảm khốc à, khi mà cộng quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan vào năm 2021 tháng giờ năm, năm à, đó là phản ứng của um, dân biểu cộng hòa ở New York à. thì um, bà uh, Stephanie cũng nói thêm thế này này uh, cái vấn đề mà truyền viễn thăm những ngôi mộ vị viễn thăm gia đình uh, tự sự như vậy á, thì đó là điều tổ của ông Trump còn ngược lại là bà Kamala thị trích như vậy á, thì đó là một sự ô nhục thì nếu như một sự ô nhục đối với bà như vậy thì liệu bà có là cả, khả, có khả năng để làm tổng thống hay là không à, thưa anh hiểu con nào <laughs> Nam nói không nghe, Nam nghe. việc anh nói giờ mụ không nghe mụ không nghe được nên anh nam nghe à cũng là hình như hôm qua cái video clip của anh vậy cái phần sau là một số khán thính giả người ta không nghe anh nói đó anh đã xem lại cái máy của anh thử anh nam vẫn không nghe ở khi này anh nghe mùi nói không là nè à mà mày anh như thế nào á là anh nói là một không nghe á thì cái video hình như là ngày hôm qua của anh là một số thịnh uh, thỉnh giả đó, là họ comment đó, có comment có nghĩa là họ không nghe anh nói phần sau rồi không nghe rõ đó, thì anh xem lại cái 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 cái, cái âm thanh của anh thử uhm, Tốt có thể là có như là tính tới hôm nay cũng khá dài đến năm hôm nay chủ nhật mà nên có thể là tạm dừng ngang đây và có thể là cái, âm thanh của anh có trợ ngài đấy anh 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 nam anh anh xem lại thế nào dạ yeah. dạ yeah, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình anh em của chúng tôi và chúc quý vị ngày lễ Labor Day là vui vẻ và hạnh phúc của cùng gia đình và xin hẹn quý vị vào lần tới xin chào anh nam